Trong dòng chảy của văn hóa, mỗi một dân tộc đều có những nét đặc trưng riêng biệt. La Hủ, một dân tộc đặc biệt sinh sống duy nhất chỉ có ở huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu, với dân số hơn 10.000 người. Mặc dù đời sống vẫn còn nhiều khó khăn, tuy nhiên, người dân La Hủ vẫn còn giữ gìn cho mình những nét đẹp văn hóa truyền thống được truyền từ đời này qua đời khác. Người La Hủ cũng giống như các dân tộc vùng cao khác, họ có một hệ lịch riêng gồm 13 con giáp. Ngày tốt để ăn Tết theo quan niệm của người dân tộc La Hủ là vào ngày con rồng hoặc ngày con thỏ. Họ kiêng ăn Tết vào những ngày con khỉ, hổ, chó, rắn và ngày bố mẹ qua đời. Người La Hủ ăn Tết theo hộ gia đình và dòng họ. Vào ngày những con giáp cuối tháng 11 âm lịch, gia đình dòng họ nào tìm được ngày tốt sẽ tổ chức ăn Tết. Theo quan niệm của người La Hủ, khi hoa mô phi chè hay còn gọi là hoa chó đẻ nở trắng các sườn đồi, các gia đình người dân tộc La Hủ sẽ bắt đầu chuẩn bị ăn Tết. Trong Tết thì đúng rồi, theo con ân tháng 11 là ăn Tết là mình chuẩn bị lá dơm này, lá chuối các thứ với bánh các thứ. Với người La Hủ, do tập quán sinh hoạt trước đây là du canh du cư nên họ không có bàn thờ tổ tiên và họ thường cúng tổ tiên đầu năm ở giường của người chủ nhà. Vào giờ tốt của buổi sáng, người chủ nhà sẽ xúc một bát cơm đầu tiên của nồi cơm mới, đem bỏ vào một cái mẹt, bê đến giữa giường của mình thường ngủ và cúng. Trong những ngày Tết, ai cũng chọn cho mình những bộ quần áo mới nhất, đẹp nhất để đi chơi và đi chúc Tết. Cái bộ trang phục dân tộc của chúng em ấy thì chỉ sử dụng vào những dịp lễ Tết này, đám cưới, đám hỏi thôi anh ạ. Còn ngoài ra thì chúng em cũng không sử dụng đến cả. Hiện nay trên địa bàn xã Pa Ủ có hơn 3.000 người La Hủ sinh sống ở 11 bản. Đây vẫn là một trong những dân tộc đặc biệt khó khăn, đã và đang được nhà nước quan tâm bằng nhiều chính sách để bảo tồn và phát triển. Đặc biệt đối với cấp ủy chính quyền xã, hàng năm luôn có sự phối hợp chặt chẽ với đồn biên phòng để quan tâm đến đời sống của bà con nơi đây, nhất là mỗi dịp Tết đến xuân về. Trong các cái dịp Tết, thì đảng ủy và chính quyền xã đã tập trung vận động cho bà con ăn Tết tập trung theo cái hình thức là để đảm bảo duy trì cái Tết truyền thống, thì chúng tôi cũng đã vận động các cái hộ kinh doanh trên địa bàn để tổ chức tập trung cho từng bản. Thì năm vừa rồi chúng tôi đã tổ chức cho được 4 bản. Có thể thấy ngày nay với sự du nhập của nhiều nền văn hóa, cùng với sự phát triển mạnh mẽ của khoa học kỹ thuật, người La Hủ đã biết tiếp thu vì sự phát triển, nhưng vẫn lưu giữ được những nét đẹp văn hóa tinh tế của mình, qua đó tạo nên những bức tranh văn hóa đa màu sắc trong cộng đồng dân tộc tỉnh Lai Châu nói chung. Bản văn hóa du lịch cộng đồng người Dao Nạm Đăm, huyện Quản Bạ, được du khách xa gần biết đến là một địa điểm đẹp, thanh bình trên cao nguyên đá Hà Giang. Thời gian qua, xây dựng nông thôn mới gắn với phát triển du lịch đã từng bước đem lại sự thay đổi tích cực trong việc tạo sinh kế, nâng cao mức sống của người đồng bào vùng cao nơi đây. Những ngôi nhà trình tường lấp ló sau cành hoa đào, hoa lê cùng với bản sắc văn hóa truyền thống của người dân đã thu hút du khách mỗi dịp Tết đến xuân về. Những ngày giáp Tết, các gia đình bản người Dao ở Nạm Đăm tập trung dọn dẹp nhà cửa, bàn thờ tổ tiên, quét đi những điều không may mắn trong năm cũ. Già trẻ gái trai sẽ nô nức kéo nhau ra một bãi đất rộng, thực hiện nghi lễ cúng bản, cầu cho thần linh phù hộ cho bản làng cả năm mưa thuận gió hòa, mùa màng tốt tươi. Nhiều năm trở lại đây, người Dao ở Nạm Đăm đã biết giữ gìn bản sắc văn hóa truyền thống gắn với phát triển du lịch, thu hút du khách đến tìm hiểu và khám phá trong mỗi dịp Tết đến xuân về. Là mình làm du lịch là mình giữ gìn cái truyền thống văn hóa của mình, như là nhà ở và trang phục của dân tộc đồng bào mình, để có khách người ta đến để trải nghiệm cái văn hóa của dân tộc mình và nấu ăn những cái món truyền thống của dân tộc mình nơi đây, thì khách du lịch đến thì người ta rất là thích. Ở bản Nạm Đăm có 60 hộ người Dao thì có tới hơn 80% gia đình làm du lịch homestay cộng đồng. Thời gian này, bà con hân hoan đón những du khách đầu tiên trong dịp Tết. Nhiều du khách trong nước, đặc biệt là du khách miền Nam, đã đến với Nạm Đăm đón Tết Nguyên đán, tự trải nghiệm một cái Tết rất riêng đầy lãng mạn của đồng bào người Dao trên vùng cao nguyên đá.
cái không khí ở đây thì rất là trong lành, kiểu như là nó khác xa với cái nơi mà tôi sống là ở Sài Gòn. Còn về văn hóa dân tộc Dao thì tối qua tôi cũng tìm hiểu sơ thì cũng thấy là rất là hay, và ở đây cũng giữ được những cái nét văn hóa của dân tộc Dao rất là cực kỳ là thú vị. Là bản nông thôn mới kiểu mẫu của tỉnh Hà Giang, vừa qua bản du lịch cộng đồng Nạm Đăm đã vinh dự được công nhận đạt tiêu chuẩn ASEAN Homestay, trong đó có nhiều nhà trình tường truyền thống được công nhận kiến trúc xanh Việt Nam. Cái thứ nhất là tập trung cái vấn đề xây dựng khu dân cư kiểu mẫu gắn với cải tạo vườn tạp để định hình cho bà con nhân dân trong vấn đề là sản xuất manh mún gắn với lại cái cảnh quan. Nào là chỉnh trang lại toàn bộ khuôn viên, nào là chuồng trại vân vân, đường làng ngõ xóm, vừa đảm bảo cho vấn đề phát triển du lịch, vừa đảm bảo vệ sinh môi trường, gắn với xây dựng nông thôn mới nâng cao. Một mùa xuân mới đang đến với mảnh đất dẻo cao cực Bắc, đến với bà con các dân tộc Dao bản Nạm Đăm, những gương mặt rạng ngời đón mừng xuân mới, hứa hẹn nhiều sự đổi thay khi nơi đây đang phấn đấu trở thành khu dân cư vùng dân tộc thiểu số kiểu mẫu của tỉnh Hà Giang. Khu du lịch sinh thái Tràng An thuộc quần thể danh thắng Tràng An chính thức mở cửa trở lại phục vụ du khách sau một thời gian dài tạm dừng hoạt động do dịch COVID-19. Theo đại diện Ban Quản lý Khu du lịch sinh thái Tràng An, trước khi mở cửa trở lại khu du lịch, Ban Quản lý đã rà soát kiểm tra an toàn toàn bộ các thuyền phục vụ du khách, kiểm tra sức khỏe của cán bộ, nhân viên, lái đò để bảo đảm mọi hoạt động diễn ra thông suốt. Về năng lực phục vụ du khách, bến thuyền thường xuyên duy trì hoạt động của 1.500 đò và 1.200 lái đò để sẵn sàng phục vụ du khách. Theo quy định, khu du lịch mở cửa bán vé từ 7 giờ đến 17 giờ tất cả các ngày trong tuần.